Đây là chiếc Winner X vừa mới mua, thì câu công tắc tắt mở đèn với tắt mở động cơ. Nhưng mà có một hiện tượng lạ là khi mình mở bát xin lúc mà đang tắt đèn á, chỉ có một cái đèn báo mờ mờ như thế này. Rồi bây giờ sẽ câu lại. Sau khi tháo ra thì đây là gắn công tắc này. Bây giờ không biết phải xả sao ra để mà hàn lại. Còn đang nguyên một cục luôn. Ngắt dây tắt máy bằng cách là ngắt dây FI thì như là sai nha anh em. Đây. Ngắt dây FI ở dưới này là không đúng rồi. Công tắc tắt mở máy chỉ cần đấu có giác như vậy rồi ngắt FI. Ngắt cái dây bơm này nè, cái cục chì bơm xăng ở đây nè. Như vậy là không đúng nha. Với thứ hai nữa là câu tắt mở đèn lại nói chung với công tắc pha như vậy không được. Công tắc tắt mở của pha thì chích dây vô đây. Đây là đèn trợ sáng này. Rồi, bây giờ phải câu lại rồi. Tháo bỏ hết hoàn toàn tất cả luôn. Rồi sau khi tốn vài tiếng đồng hồ thì sau khi tháo bỏ những cái cơ cấu này thì giờ mình đã ráp lại như cái của mình rồi. Thì đây bao gồm có relay để đóng mở đèn. Và bên này là relay dành cho trợ sáng. Tại vì nguyên bản là người ta lấy nguồn do trợ sáng ngay của cái dắt của cục chớp xi nhan luôn. Tuy là nó vẫn sáng nhưng mà nó sẽ không hết được công suất của cái bóng đèn trợ sáng, tại vì công suất đèn trợ sáng nó lớn. Rồi, cái này là sau khi làm thì mình đi dây bọc ống fiber. Còn nguyên nguyên lúc trước thì người ta dùng là những cái ống cao su PVC thôi. Rồi lâu dài thì nó sẽ không có bằng. Rồi bây giờ mình sẽ ráp dàn áo về sẽ thử cho anh em cùng xem. Đây là hộp cầu chì dự phòng cho cái đèn trợ sáng. Thì nếu mà lỡ trường trợ sáng có trục trặc gì thì nó sẽ đứt cầu chì ở đây. Cái này mình gắn vào trong cái hộp này rất là cứng luôn nha. Còn đây là một cầu chì dự phòng dự trữ. Rồi sau khi đấu xong thì sẽ thử lại cho anh em cùng xem nè. Nút tắt mở máy, khi mình đã tắt thì mình sẽ không đề được. Đề được. Đây, nấc thứ nhất là để tắt đèn chính nè. Tắt đèn chính thì cốt pha. Khi tắt đèn thì khi ta bắt xin vừa đèn chính vừa đèn trợ sáng. Nấc thứ nhất là đèn chính nè, nấc thứ hai là đèn trợ sáng nè. Bắt xin lên cả hai. Khi đang mở đèn chính thì bắt cốt pha bình thường. Rồi khi tắt máy thì không đề được nữa. Rồi xin cảm ơn anh em.